Ủa sao mà chị Lan chưa lên nữa vậy chị? Sao em? Bà Lan cũng chưa lên nữa vậy? Trời em đừng nói bậy nói bạ, nói bậy nói bạ là cãi tới chết đó, không có sao được vậy? Đâu. Trời ơi em đụng tới ai chứ đụng tới đó, nó là nó cãi tới chết đó. Nhưng mà chị nói cho em nghe nè, có nhiều sao chuyện lắm. Sao chị? Dạo này á, biết sao người ta có điều kiện rồi. Điều kiện là sao vậy chị? Mới cặp đại gia ở Dubai á. Hay vậy trời. Dubai Hakali. Thôi đừng có nói nữa, nó bậy nó bạ, người ta cãi tới chết, không có được đâu. Thì ra Đó. Kể vô cãi kìa. Sao? Đó chưa. Dubai hồi nào? Cali, anh Nam Cali. Anh Nam Cali phải không? Quen anh Nam ai? Cali không? Nam Cali. Anh gửi mấy bù đồ thế cho mày đúng không? Anh Nam. Hả? Khỏi má, một lát lên đây ba mặt một lời. Tao quậy nát, quậy dơ bữa nay luôn. Trời ơi là trời, cứ biết sao bây giờ tao có điều kiện rồi. Đúng rồi. Người ta xài đồ là xài đồ USD không đó. USD. USA tao chưa xài tới. USD là đâu nữa? Full HD em biết không? À biết, biết. Bằng ngày hôm nay người ta có điều kiện hết trơn rồi. Hàng chi. Thấy băng vé chơi vậy chứ giàu hơn chị em mình đó. Đi làm gì đam mê thôi đúng không? Làm nói chung là làm chơi cho đông vui chứ ở nhà. Trong căn nhà biệt thự á, đóng cửa hoài đâu có nói chuyện được với ai. Ôi trời đất ơi. Sao vậy chị? Hả? Tại sao vì đâu có ai đâu có bà con hàng xóm được. Vậy là già tự dưng giàu cái bị biệt lập luôn vậy đó hả? Trong khu biệt lập mà. Trời ơi. Nè một lần chồng đi chồng khóa lại. Rồi á chồng về chồng mở cửa ra mới cho ăn. Vậy là muốn giữ cho Lan là riêng cho riêng mình đúng không? Đúng rồi không mà. Không cho ai xâm nhập hết trơn. Nhưng mà lấy cái cớ đi biểu diễn thì mấy ngày hôm anh mới là ở lại đây để đi vòng vòng chơi được. Là nuôi căn biệt thự rồi ở chồng khi nào chồng về mở cửa cho ăn. Mở cửa cho ăn giống rồi. Giống chó quá vậy trời. Trời má ơi, con đã nó còn giấu rồi, má con khui ra, chán má dễ sợ rồi. Lên đây đứng gần chị nè, đứng gần đây nè. Trời ơi, đứng gần, cái bên em muốn hát tặng chị một bài ghê. Hát bài gì vậy em? Lòng mẹ bao la. Bà nội cha mày. Nó giỡn gì chứ năm nay là em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi. Trời ơi. Rồi xê xích nhau có bao nhiêu hết trơn á, bà 77 tuổi. Trời ơi, cái miệng mày lố vậy sao? 482. Đúng rồi. Rồi ok, dò số cho Trang luôn nha. Số 8 có 1, 17 có 2, 25 có 3, 53 hợp lệ. Rồi em hỏi Trang là muốn lấy cái gì đi. Tên gì? Tên Trang hả? Trang. Anh tên gì? Trang Nhung. Tên Thế. Anh tên Thế, tên Trang đâu bà nội, lộn người. Thế thì người ta là tên Thế, Thế Trang Nhung. Thế Trang Nhung, anh rồi. Tên Thế Trang Nhung. Ok hả? Bây giờ nè, Trang muốn nhận quà hay là muốn chia điều hay là quay lòng gọi nhà số em hả? Dạ, bây giờ là con mình có hai cách, thì quà là thuộc về của bạn rồi. Thì bây giờ theo thủ tục của Lưu Tư Hương Nam cũng phải hỏi khán giả cũng hỏi em là bây giờ một là mình chia điều, hai là mình quay lòng cầu nhà số. Mình chia điều thì ai cũng có quà, còn mình quay lòng cầu nhà số ai số lớn sẽ nhận hết, còn ai số nhỏ là mình ra về không có được nhận quà. Theo bạn chọn chia điều hay quay lòng cầu nhà số? Em lần đầu tới đây em không có biết là thường. Thì đó em lần đầu tới chị mới dám hỏi em, chứ bây giờ người ta tới nhiều chị đâu có dám hỏi, gãy miếng chị sao. Cho nên là bây giờ là anh chọn phương án là quay số hay là chia điều hay là anh nhận hay là anh muốn lấy. Má ơi nói vậy sao người ta hiểu. À. Bây giờ mình có hai cách, phần quà một voucher trị giá 1 triệu đồng thuộc về em rồi. Nhưng mà phải theo ý kiến của gánh hát Lưu Tuấn Nam phải hỏi ý kiến em là em muốn chia điều thì ai cũng có quà. Còn nếu quay lòng còn nhà số ai số lớn nhận quà, còn ai số nhỏ là mình ra về không được nhận quà. Quay số đi vậy? Quay số, ok em. Bây giờ mời em qua đây ạ. Rồi bây giờ bạn này sẽ đầu quay số. Đây, bây giờ con số đầu tiên của bạn là con số đó. Số đầu tiên của bạn là con số 9. Bạn cầm số 9 giùm cho các thi. Rồi con số kế tiếp. Rồi 27. 27 cộng 9 là bao nhiêu vậy bạn? 27 cộng 9 là 36. 36, 36, chưa đủ, 36, chưa đủ. Chưa đủ, chưa đủ. 36 rồi đúng không? Bạn nhớ 36 cộng 43 là bao nhiêu vậy bạn? 36 cộng 43 là 69. Chưa đủ luôn. 69 chưa đủ. Trên nào anh thấy là đủ 134 rồi, okay. Mới đủ đó, nha. Rồi, là bao nhiêu rồi? Đó. Là bao nhiêu? 79, 79. 79 cộng 18 là bao nhiêu vậy bạn? 79 cộng 18 là ra 80... 87. Rồi, 87. Chưa đủ, chưa đủ. Chưa. 87 rồi. 87 cộng 56 là nhiêu vậy em? Là em dốt quá, 97 rồi. 97. 97 cộng 56 là nhiêu vậy? Này có máy tính giúp em mà. 31 mà quý vị đi chơi lô tô, quý vị nhớ đem theo máy tính giùm cho tụi em nha. Chứ tính kiểu này mình mệt lắm quý vị. Rồi bao nhiêu rồi? 153. Rồi 153 cộng 17 là nhiêu? 153 cộng 17 là ra... Ra lãnh quà đi ông nội. Nãy giờ mấy chị giỡn với em đó. Mình không có cần phải tính đâu. Tại vì biết sao không? Một mình bạn là kinh rồi. Cho nên bạn có quyền là nhận hết phần quà, không cần phải chia điều. Và không cần phải chia điều và quay lòng cầu với số với ai. Mời bạn về
Chưa nhận quà mà. Ủa chưa về? Rồi mời bạn qua đây ạ. Trời ơi, đi chơi ô tô mà. Bước vô, tay trái có phòng số 3 của Cát Thi, phòng số 2 của Cú Mèo, còn phòng số 4 của Lan Đầu Phộng chung toilet nha em. Ông Lan không giờ khóa cửa, chứ mở cửa luôn luôn nha. Ok. Dạ, lâu chị em Phụng qua giật cho khán giả là ta tính nhảy toán số, một chút. Nhảy số cho nó lẹ. Rồi kính thưa quý vị, khi quý vị đọc giải quý vị lên. Trời ơi. Thôi chị đừng có nói. Sao vậy? Trời ơi, chị nói sai là cãi tới chết luôn. Trời không có được. Trời ơi, Lan hôm nay hiền mà. Nhắc hoài. Chàng gay em dưới á chị, có cái vụ áo dài con chàng gay em không muốn nói chuyện với em. Em buồn lắm chị ơi, nói thiệt luôn á. Buồn cái gì, ai làm gì trời mà buồn. Trời ơi, thiệt, dù cái tâm trạng. Thôi, bỏ số tâm đi rồi gì? Bỏ số đi rồi ra đi nói chuyện với tôi. Bà nói không đúng, tôi cãi chết luôn á. Rồi, thôi. Hai đứa này hai gái lấy chồng nè. Em thấy có lạ không? Dạ. Em thấy có lạ không? Cũng hơi lạ. Biết mẹ gì đâu lạ. Mày biết câu chuyện đó đâu. Bắt đầu do số. Lại đây nè. Yumi cảm kìa. Ơn chị. Yumi. Sống tương tác với bạn vậy. Yumi. Biết rồi, bé má này đầu tự nhiên giận. Cái gì? Thôi đi bóc đầu đây thôi. Rồi, giận luôn mà. Bà đây giận nữa hả? Từ từ. Cái gì? Bây giờ mà giận đúng không? Tắt rồi. Cha cưng, chỗ ta qua đừng có giận. Rồi, nói gì nữa. Rồi, sao định nói gì? Bây giờ ấy là chị giận em đúng không? Giận chứ không phải là giận. Giận. Rồi, ok, sao? Chị giận em đúng không? Ờ. Ok, rồi, em cho chị giận luôn. Em không tương tác luôn. Giận luôn đi. Mày không tương tác thì mình làm được nhiều vòng thôi, đâu có gì đâu. Thôi mà được rồi. Trời ơi. Lúc đó ai vui? Hả? Lúc đó thì ai vui nhiều vòng mày? Quản lý nó vui. Thôi, giận. Ê, vừa nhắc là đèn đỏ trở lại rồi. Cái gì đang? Không sợ. Không sợ đúng không? Rồi xuống dưới đi em, ớp 3 ngày. Xuống chị cha. Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đó không còn, tìm trong lãng quên. Đi đây. Đừng trách gì nhau anh ơi. Ngày tháng dần quên đi thôi, đi xuống nè. Nước mắt nhìn nhưng dấu yêu mãi về chốn nào. Giọt nước mắt. Thế mà chán ghê luôn á, khỏi dẹp luôn đi. Hát tiếp đi. Khỏi má ai dạ, đâu á. Hát tiếp đi. Tụi chị ra. Rồi. Ok, chị ra nha. Cô tìm ngày nào đã trao cho anh, giờ chỉ còn trông đơn đâu. Cô tìm ngày nào đã trao cho nhau, giờ bọc phôi phai màu. Hát tiếp đi. Để hát đi, chị ra cho phụ cho. Mấy má này đừng có giỡn nữa. Hát rồi ghét quá, hát đi chị phụ cho. Điện không chồng, đang phụ cho. Đóng người chồng đó. Đang phụ cho, một mình ta làm à. Ừ. Cô tình ngày nào đã trao cho anh, giờ chỉ còn trông đơn đâu. Cứ đi, bây giờ mới đi rồi. Ngày nào đã trao cho nhau, giờ bóng phôi phai màu. Ngàn lời nói cho. Ê, tôi đi về luôn. Thôi. Thôi. 35. 35.